Sáng ngày 23 tháng 1, nhiều nạn nhân trong vụ tai nạn xe khách lao xuống vực trên cao tốc La Sơn - Túy Loan đoạn qua xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đang được điều trị tại khoa cấp cứu bệnh viện Đà Nẵng. Theo lời kể của nạn nhân, thời điểm xe khách xảy ra tai nạn là lúc nửa đêm, đa số hành khách đều đang ngủ. Đến lúc xe lộn nhiều vòng xuống vực thì họ nghe tiếng động mạnh, tài xế hò hét mọi người chạy thoát thân. Còn một giây đêm, là em đang ngủ thì xe là khả năng mất thắng là đâm vào lan can. Bê tông dày khoảng 30 cm làm vỡ rơi xung vực là năm khoảng 3-4 vòng, năm 3-4 vòng là mấy người bắn ra ngoài được, còn đâu là những người trong em ở trong xe là bò ra ngoài không có hai người. Theo báo cáo của Bộ Công an, vụ tai nạn khiến hai người tử vong, nhiều người khác bị thương. Hiện các nạn nhân đang được điều trị theo dõi tại Bệnh viện Đà Nẵng, Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang và quận Liên Chiểu.